Xin mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa á, thứ sáu trong tuần thứ bảy mùa phục sinh ơ, ngày 17 tháng 5 năm 2024. Khi Chúa Giêsu đã tổ mình ra cho các môn đệ, người dùng bữa với các ông và hỏi Simon phê ô rằng, Simon, con ông do an còn có yêu mến thầy ê -e hơn những người này không? Ông đáp, thưa thầy ề -e, có, thầy biết con yêu mến thầy -e. người bảo ông ô, còn hãy chăn dắt các chiên con của thầy. Người lại hỏi, Simon, con ông do an ơi, -e, còn có yêu mến thầy không? Ông đáp, thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy ý. Người bảo ông con hãy chăn dắt các chiên con của thầy ê. Người hỏi ông lần thứ ba, Simon, con ông do an ê, con có yêu mến thầy không ơi? phê dô buồn phiền, vì thế thầy hỏi lần thứ ba, con có yêu mến thầy không? Ông đáp, thưa thầy, thầy biết mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy ý. Người bảo ông, con hãy chăn dắt các chiên mẹ của thầy ấy. thật, thầy bảo thật cho con biết, khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý. Nhưng khi con giảng, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con nè, và dẫn con đến nơi con không muốn đến. Chúa nói thế có ý án chỉ phê dô sẽ chết ô, cách nào để làm sáng danh thiên chúa ấy, phán những lời ấy đoạn, người bảo ông ngừ, con hãy theo thầy. Tạ ơn Chúa. Xin mời các bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng xem mừng để lời Chúa loan tỏa khắp hoàn cầu. Cảm ơn các bạn nhiều.